Ok, xin chào mọi người. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta sử dụng cái action để tạo ra những cái chữ hiệu ứng bong bóng như này. Đấy. Thì đối với những ai chưa biết thì video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách chúng ta cài vào Photoshop như nào, cách chúng ta sử dụng như thế nào. Còn ai biết rồi thì chúng ta có thể vào trực tiếp cái trang web s99.vn và chúng ta search từ khóa đó là bong bóng. Ok, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng chữ đây, action Photoshop hiệu ứng chữ bong bóng đấy. Ngoài ra thì ở trên cái trang web này nó cũng có rất là nhiều những cái hiệu ứng chữ khác nhau, ví dụ chữ 3D ở đây màu bạc hay là những cái màu rất là khác nhau và đẹp, ví dụ như cái màu bạc ở đây rất là đẹp này, mọi người nhìn này. Đấy, cái này thì sử dụng nó rất là thường xuyên rồi đấy. Rồi quay lại cái chủ đề thì chúng ta search từ khóa ra bong bóng nhé, và đây mọi người sẽ đăng nhập cái tài khoản theo cái Gmail của mình vào đấy, và chúng ta tích vào đây và chúng ta tải xuống. Ở đây thì mình đang để 1 xu thì nó chỉ là 1.000 đồng thôi, nó rất là thấp. Thì nó cũng là một số những hiệu ứng chữ thì mình sẽ để 1 xu và cũng phần lớn là miễn phí nhé, để mình có cái kinh phí để duy trì web này. Đây là cái web lưu trữ tài nguyên thì cái kinh phí duy trì nó rất là cao mọi người. Rồi thì mọi người tải xuống nhé, và chúng ta giải nén nó ra và thêm vào Photoshop. Đấy, cách thêm thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đây. Đầu tiên mọi người sẽ vào trong phần Windows và chúng ta vào cái phần Action ở đây. Phím tắt mọi người có thể nhấn đó là An và nhấn F9 thì nó sẽ bật ra một cái bảng Action. Rồi trong bảng này mọi người tích vào đây và chúng ta load action. Mọi người lưu ý nhé, tải về và chúng ta giải nén ra. Load action thì chúng ta tích vào trong cái bong bóng S99 này và chúng ta load. Đấy, thì nó sẽ tự động vào trong cái thư mục này cho chúng ta. Đấy, nó sẽ có một cái thư mục trong action nhé. Thế thì khi mà có action ở đây rồi, việc còn lại của chúng ta thì nó rất là đơn giản. Đấy, sử dụng action cực kỳ dễ. Chúng ta tạo ra action thì khó nhưng mà sử dụng thì rất là đơn giản. Ở đây mọi người có thể viết một cái chữ hay cái hình tùy theo cái thích của mọi người nhé. Đây ví dụ mình có một cái chữ như này. Thông thường thì chúng ta làm poster với những cái hiệu ứng chữ như này đúng không? Rất là đẹp. Rồi, thì ở đây nó sẽ có 4 cái mẫu, mình đã tạo sẵn 4 cái mẫu cho mọi người rồi. Đấy, chúng ta chọn vào cái đối tượng cái chữ chúng ta muốn add action thì chúng ta tích vào đây và chúng ta nhấn vào cái hình tam giác này và nó sẽ tự động chạy cho chúng ta. Đấy, việc của chúng ta chỉ việc ngồi đợi thôi. Nó rất là nhanh đúng không? Rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Cực kỳ đẹp. Rồi, đấy, ví dụ hay tiếp theo một cái hiệu ứng chữ nữa nhé. Cái số 2 đi. Đây, cái số 2. Mình sẽ test 4 cái cho mọi người xem. Ctrl Z ra. Về cơ bản thì nó cũng xem giống nhau. Và tí mình hướng dẫn mọi người cách xuất file ra file. Ra nếu mọi người muốn để cái nền, mình sẽ hướng dẫn xuất ra file PNG các thứ cho mọi người luôn. Đấy, ok. Số 2 thì mình mẫu số 2 nhá. Mình thử chạy mẫu số 2 đi. Rồi. Mọi người đợi nó một chút. Tân dịch action này thì đấy mọi người thấy không? Nó sẽ khác đi một chút. Thì cái này tùy theo mọi người thôi. Mình tiếp tục đó là mẫu số 3. Đấy có 4 mẫu. Đấy, thì gần như là cái action này mình sử dụng rất là nhiều. Đấy. Đặc biệt là sử dụng cho những cái poster về ca nhạc rất ít thì mình sử dụng khá là ok. Ok. Mẫu số 4 này. Đấy. Mọi người đợi nó một chút, nó sẽ tự động chạy. Thật ra bây giờ cái tài nguyên ở trên S99 nó rất là đa dạng, thì mọi người có thể tải ở trên đi về. Đấy, chúng ta không cần nhất thiết là phải đi làm thủ công, nó rất mất rất nhiều thời gian, đúng không? Mà thậm chí nhiều khi nó cũng không được đúng theo cái ý của mình. Thì đây là 4 cái mẫu nhá. Nó chỉ có giá 1.000 đồng thôi, nó rất là thấp. Mọi người thấy ở trên S99 thì mình chia sẻ rất là nhiều, đặc biệt là đang về cái chủ đề Tết Trung thu. Đấy, mọi người tìm từ khóa đó là Trung thu này thì nó ra rất là nhiều poster. Đây, ví dụ những cái poster này này hoàn toàn là miễn phí đây mọi người nhé. Đấy, miễn phí này. Đấy, rất là đẹp, đúng không? Ok, cũng có một số những cái nó trả phí nhưng mà nó rất là ít, phần lớn là miễn phí. Mình muốn đây là một cái trang web mà có thể anh em có thể chia sẻ cũng như là góp một cái phần nhỏ nào đó vào trong cái hệ tài nguyên cũng như giúp công việc của anh em design có thể là nó đơn giản hơn. Mọi người thấy không? Đây là một cái không xu nhé. Cái này thì hoàn toàn chúng ta tải về miễn phí. Đấy, ví dụ những cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể là thay cái sản phẩm và viết chữ vào đây. Cái nội dung chữ vào đây là ok rồi. Đấy. Rồi quay lại là tiếp tục này. Rồi ok. Thế đến cái bước này ấy, đến cái bước này thì mọi người nhá. Mọi người hoàn toàn chúng ta có thể xuất ra một cái file PNG. Ví dụ ở đây nếu mà tắt nền đi mọi người thấy này, tắt nền đi thì nó sẽ là một cái chữ nó trong. Đấy. Hiệu ứng nó hơi trong ở giữa, nó hơi trong suốt đúng không? Rồi thì ở đây hoàn toàn chúng ta cũng có thể lấy cái đây, lấy cái nền này luôn, lấy cái nền này nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ lấy cái nền ví dụ
cái chữ số 2 này là nó là hiệu ứng số mấy, đây hiệu ứng ở dưới cùng. Đấy, thì ở đây mình sẽ lấy cái nền cho số 2 nhá, cái chữ số 2 này. Ở đây mọi người giữ phím Alt để chúng ta lấy cái gì, lấy cái vùng chọn đúng không? Và đây chúng ta chỉ việc chọn background. Đó chính là layer cuối cùng và chúng ta Ctrl Z đó nhân nhân lên. Thì và chúng ta tắt nền như này thì lúc này nó sẽ lấy được cái màu cho cái chữ đó. Đấy. Ở cái file mà mọi người tải về thì mình cũng kèm sẵn một số những cái nền mà chúng ta hay sử dụng ở đây để cho chúng ta lựa chọn nhé. Hay tiếp tục này, mọi người thấy này. Vì tiếp tục này, có thể là cái chữ số đây mình xem số mấy đây ạ. Ok, kéo xuống trên này. Đây số 2 đây. Chúng ta tiếp tục để giữ Alt lấy cái vùng chọn. Đấy, cái này chúng ta có thể tắt mắt đi được rồi. Lấy được cái vùng chọn, cái mục đích của chúng ta là lấy vùng chọn đúng không? Rồi lại tiếp tục chọn cái layer số 0 và chúng ta Ctrl Z lên. Đấy, lúc này chúng ta tắt nền đi này thì nó vẫn còn được cái hiệu ứng chữ. Đấy. Lúc này đây này, nó chính là cái nền ở bên dưới này, mọi người nhé, nền bên dưới. Đấy, chúng ta có thể việc bật tắt và bật tắt mắt để chúng ta xem nó cái hiệu ứng không. Đấy, khi mà chúng ta có rồi thì hoàn toàn chúng ta có thể Ctrl G nó lại thành một cái group. Thì lúc này chúng ta đôi khi chúng ta không cần nền, chúng ta chỉ việc kéo cái hiệu ứng chữ này sang bên cái poster mà chúng ta đang làm thiết kế thôi đúng không, nó rất là đơn giản. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu thêm một chút về cái hiệu ứng chữ này, mọi người thấy này, ở đây mọi người search bong bóng nó cũng có một cái dạng hiệu ứng chữ khá là hay, đó là cái dạng hiệu ứng chữ màu bong bóng, màu dạng bạch bóng bay này, mọi người thấy không, mình vừa tải lên nhé, nó rất là đẹp đấy. Thì mọi người có thể tải về, cái này là một xu ở đây chữ 3D, chữ mà không xu thì cực kỳ nhiều nha mọi người nhé. Ở đây mọi người có thể lọc theo cái dạng miễn phí đây, lọc theo dạng miễn phí và áp dụng này. Ok, ở đây mình sẽ để là chữ 3D áp dụng, danh mục chữ 3D đấy, mọi người thấy không, miễn phí cực kỳ nhiều, rất là nhiều file miễn phí nhé. Đấy, ok, mọi người có thể tải về và sử dụng nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. À, mình giới thiệu thêm một chút thì mình còn có một cái danh mục đó là form chữ nữa. Đây, form chữ đây. Mọi người vào danh mục form này này. Thì nó có rất là nhiều những cái form chữ khác nhau. Miễn phí này. Cực kỳ nhiều form miễn phí. Ở đây thì chúng ta có thể tìm form. Ví dụ, mình sẽ ghi chữ Hà Nội đi ạ. Thì mọi người thấy. Đấy. Nó sẽ có một cái view cho chúng ta nhìn cái hiệu ứng chữ của nó sẽ như thế nào. Đúng không? Ok. Đấy, rất là nhiều. Rồi ok, thì mọi người hy vọng là mọi người sẽ vào trang web S99 này ủng hộ cái kho tài nguyên của bên mình nhé. Đấy, và chúng ta có thể sử dụng đây rất là nhiều. Cái mục combo này thì cũng có những cái hiệu ứng chữ rất là đẹp. Nói chung là mình thấy khá là chất lượng và cái chi phí thì nó rất là thấp. Đấy, cái này 400 hiệu ứng chữ có 99.000 thì gần như là cái giá rất là thấp, hiện tại thì thậm chí không đủ nhá, không đủ để duy trì cái website này, với website cái hệ thống lưu trữ cái dung lượng của cái tài nguyên tải lên nó lên hàng rất là nhiều t đấy, nên là cái chi phí nó cũng rất là cao. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình ở trong cái website này. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video rồi nhé. Mọi người cũng có thể vào tham khảo thêm về cái cộng đồng về S99 nhé, cái cộng đồng S99 đây ạ, cộng đồng S99 đây, group S99 này, thì chúng ta có thể vào đây theo dõi những cái tài nguyên mà mình sẽ chia sẻ và up lên đây đấy, rất là nhiều mọi người nhé. Rồi ok, mình sẽ dừng video ở đây nhé. Mọi người không biết hay là có những cái thắc mắc gì, lỗi gì khi mà chúng ta tải thì chúng ta có thể đăng lên cái group S99 thì mình sẽ hỗ trợ, hoặc là chúng ta có thể để lại comment ở video nhé. Ok mọi người.